cái này. Khoan, chị kiếm được cái này ở đâu? Ở trong sọt rác đó. Làm người ta hết hồn ha. Sọt rác công ty của mình. Đúng rồi, nó nè, nó trong này nè. Khoan, sao trong công ty mà có cái bao cao su đã dùng rồi? Đúng vậy. Không lẽ có người dám làm những cái chuyện này trong công ty của mình đó ta? Chuyện này không có chấp nhận được. Nhất định em phải tìm được những cái kẻ này là ai để bảo vệ cái sự thuần phong mỹ tục trong công ty của mình. Quyết tâm tìm đi, quyết tâm. Chị dọn dẹp cho em đi nha. Trời ơi, lại đụng vô nó nữa hả? Cô Kim, làm xong cái bản báo cáo này nè, thì sẵn làm luôn bản kế hoạch này nha. Mai gửi lại cho tôi. Bản kế hoạch nào? Chứ không phải cái này là của cô sao? Sao tự nhiên cô đẩy với tôi? Thì tôi nói cô làm là cô phải làm. Sao cô cứ cãi tôi hoài vậy? Nhưng mà tôi với cô cũng là nhân viên như nhau mà. Sao cái gì cô nói tôi lại làm? Cô bớt cãi tôi được không? Cái này á là sếp Hải kêu cô làm, chứ không phải tôi. Hay là cái này là của cô, nhưng mà cô không có năng lực nên cô đẩy với tôi. Cô nè, chuyện gì mà ồn ào vậy? Sếp, kế hoạch hôm qua mà em với sếp đi gặp đối tác á. Ừ. Có phải hả anh cho Kim làm đúng không? Em chỉ chuyển lời giùm anh thôi, mà nãy giờ cô Kim hả làm khó làm dễ em à. Đúng, cái này là tôi nhờ Phương nhắn với cô đó. Sếp, sao lần nào á Phương ra gặp khách hàng xong em cũng là người làm báo cáo vậy? Hợp lý mà. Phương đi ra ngoài gặp khách với tôi, cô ở nhà bỏ chất xám để làm báo cáo. Người gặp khách, người làm việc, tôi thấy vậy là công bằng. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Bây giờ cô ở nhà, cô làm việc là hợp lý. Tại vì cô không có khả năng tinh tế, không ngoại giao, không kéo hợp đồng vậy được giống như là Phương. Nếu mà cô làm được thì đâu phải ở nhà làm việc như thế này. Đúng rồi, mình đã không được khéo léo, không được giỏi ngoại giao rồi á, thì mình phải có cái năng lực hả, cần cù bù siêng năng, hiểu không? Còn nếu cô mà không có năng lực thì còn ở công ty làm gì? Công ty đâu cần những người như cô. Sếp nói câu cãi câu. Nhưng mà mai em còn báo cáo nữa sếp. Stop. Trong sáng mai tôi cần có bản báo cáo và bản kế hoạch ở trên bàn. Nếu không có, nghỉ việc. Em cứ về sớm đi ha. Tôi nói cô rồi đó nha. Bye sếp. Cô nha, từ bây giờ phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, thái độ đó với tôi đi. Tôi nói là phải làm, đừng có để bị đuổi. Tất cả mọi bản kế hoạch trong thời gian vừa qua là em làm hả? Dạ chị, em làm nhưng mà Phương hưởng hết. Cái này cho em. Cái này là gì vậy chị? Đây là nước hoa Laura Sunshine, chai 100ml, được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Pháp. Có khả năng lưu hương tới 36 tiếng, xịt một cái, đứng cách ra 2m vẫn có thể ngửi thấy hương thơm ngọt ngào. Nhưng mà sao chị cho em vậy? Đây là quà tặng khách hàng gửi để cảm ơn cho lần hợp tác vừa rồi. Họ hài lòng vì em làm tốt lắm. Cố gắng thêm nha. Dạ, em cảm ơn chị. Chai đẹp quá à. Trời ơi, mùi thơm quá thôi. À, còn bản báo cáo em để sau đi. Hôm nay làm trước bản kế hoạch cho chị nha. Dạ. Nay bạo quá ha. Gì đây? Đây là cosplay cô gái Hà Lan phiên bản khác sữa hả em? Ủa anh nói kỳ á. Nè, anh bịt mắt lại đi. Xong rồi hả, tụi mình chơi trò hả thương rồi đó cho nó máu. Ủa mà sau này nghe giọng em kỳ vậy? Em là học sinh cấp 3 mà.
Có lý, thú vị. Anh rất thích. Anh bịt mắt lại đi. Chờ anh một xíu nha. Trời, sau này nghĩ là nhiều trò hay ho vậy ta. Vui mà. Anh thích không? Anh thích chứ. Anh bịt mắt lại chứ? Anh bịt rồi em ơi. Dạ. Mình chơi bịt mắt nha anh. Ừ. Dạ. Em đâu rồi? Nếu anh bắt được em. Anh mà bắt được em là em tới công chuyện với anh. Tinh nghịch dữ vậy đâu. Đây rồi. Ê, bắt được rồi nha. Chạy quá. Chắc là do giận anh phải không? Sáng anh la dữ quá. Em phải biết là anh là giả bộ diễn vậy chứ người ta không nghi ngờ. Em có lý do ở lại với anh, đúng không? Còn bây giờ thì anh sẽ bù cho em. Sao cô ở đây? Thích thì ở. Đừng có cười nữa. Ủa, đại tiểu thư, cô ở đây làm gì vậy? Tôi đến đây là để bắt cái cặp đôi đồi bại trong công ty này. Không ngờ ngay trong chính công ty mà anh lại dám làm những cái chuyện vô bẩn kinh tởm như vậy. Kinh tởm gì? Đấy hả? Này là điên điên khùng khùng tự mặc đồ lung tung tôi chạy ở đây chứ ai biết vậy đâu à? Tôi là bị quăng á. Điên điên cùng cùng. Tôi không phải nói cô này. Người mà tôi nói là cô Kim. Ông ra. Anh ơi, anh ơi, cứu em. Em không biết gì hết. Tự nhiên bắt em chui vô đây à. Mấy người này là... Còn chuyện Kim là sao? Tôi Kim có gì đâu. Người đưa Kim đây làm gì? Còn phải chối nữa. Tất cả những hành động của hai người đều đã được ghi lại bằng camera rồi. Hơn nữa, chính cái mùi nước hoa của cô Kim trên người của anh đã tố cáo hai người. 2 mét đứng xa, 2 mét vẫn còn nghe. Im, mày im đi. Anh còn cố tình la mắng cô Kim để lấy cớ cho cô ta ở lại tăng ca làm việc ban đêm với anh. Thì cho dù là vậy đi chăng nữa thì do là tôi với Kim có tình cảm rồi, chúng tôi yêu nhau thì cũng chỉ là chuyện tình yêu trai gái bình thường, có gì đâu mà phải làm căng vậy. Đúng là chuyện tình yêu trai gái bình thường, nhưng nó chỉ bình thường nếu như anh yêu đương đúng nơi, đúng lúc, đúng chỗ thôi. Nhưng ở đây là công sở, tôi không thể nào tin được hai người dám quan hệ ngay trong chính công ty của mình, làm ô nhiễm dơ bẩn cái môi trường làm việc. Cái chuyện này là không thể chấp nhận được. Tôi sẽ trình báo chuyện này với hội đồng kỷ luật và sa thải hai người. Chị ơi, không phải đâu. Thật ra là do ảnh gạ em. Là ảnh ép buộc em phải quan hệ với ảnh thì em mới giữ được công việc này. Chứ không là ảnh sẽ đuổi em. Oh my god. Nè, cô nói cái gì vậy? Tại cô thì có. Cô là người muốn được thăng chức, cô muốn đủ thứ đúng không? Cô ta chủ động hết á. Chính cô ta đó là bày ra chuyện này. Tôi ban đầu tôi rất là muốn làm việc trong môi trường trong sáng lịch sự bình thường. Chỉ xử lý mình cô ta thôi được rồi. Thôi đủ rồi. Nếu như cô thật sự có năng lực thì không cần phải tìm ai làm chỗ dựa cho mình hết. Cô thấy chưa? Anh ta cũng không thể nào làm chỗ dựa cho cô. Đại vệ sĩ, giải quyết hai người này.